Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh Ăn Sạch Sống Khỏe. Hôm nay Ăn Sạch Sống Khỏe sẽ hướng dẫn các bạn cách làm món bánh mì caramel ngào bơ đường đang làm mưa làm gió trên mạng bởi độ ngọt ngào độc đáo khó ai cưỡng lại được. Cách làm món bánh mì caramel ngào bơ đường này cực kỳ là đơn giản các bạn nhé. Chúng ta chỉ cần bỏ ra một chút thời gian thôi là chúng ta đã có ngay một món ăn vặt cực kỳ giòn rụm hay là để ăn sáng đều rất là ngon các bạn nhé. Các bạn hãy bắt tay vào thực hiện với Ăn Sạch Sống Khỏe ngay thôi nào. Và nguyên liệu để mình làm món bánh mì caramel ngào bơ đường ấy thì mình sẽ chuẩn bị bánh mì sandwich các bạn nhé. Đây là bánh mì sandwich. Thực ra mình cũng không cần nhiều quá đâu. Chúng ta chỉ cần khoảng tầm 4 đến 5 lát bánh mì sandwich là được. Nguyên liệu tiếp theo mà mình sử dụng sẽ là đường này các bạn này. Mình sẽ khoảng tầm 4 thìa canh đường. Và cùng với đó thì mình sẽ cần chuẩn bị đến bơ các bạn nhé. Và mình sẽ sử dụng thêm một xíu sữa tươi. Chúng ta không cần quá nhiều sữa tươi đâu. Một chút thôi. Bên cạnh đó thì các bạn chuẩn bị một xíu nước lọc nữa là đủ rồi. Món bánh mì caramel ngào bơ đường của chúng ta rất là đơn giản. Nguyên liệu cũng rất là đơn giản các bạn ạ. Đó, các bạn chỉ cần chuẩn bị cho mình những phần nguyên liệu này nhé. Mình sẽ lấy phần một lát bánh mì của chúng ta ra các bạn nhé. Mình để lên một cái thớt sạch. Và sau đó thì mình có thể dùng dao hoặc là dùng kéo mình cắt thành các lát bánh mì của chúng ta thành các dạng dài dây các bạn nhé. Đó, mình cắt thành các lát dài như thế này. Sau đó thì mình sẽ tiến hành cắt thành các hình vuông các bạn nhé. Mình sẽ cắt bánh mì của chúng ta thành các hình vuông như thế này. Đó, các bạn cắt bánh mì của chúng ta thành những cái miếng vuông vuông như thế này nhé. Tương tự mình cũng sẽ làm với phần còn lại của bánh mì của chúng ta. Sau đó thì mình cắt thành các ô vuông. Như vậy là mình đã cắt xong phần bánh mì của chúng ta thành những khối vuông nhỏ như thế này rồi nhé các bạn. Bây giờ mình sẽ tiến hành bật chảo lên bếp các bạn nhé. Mình bật bếp và đặt chảo chống dính lên các bạn nhé. Khi mà chảo của chúng ta đã hơi nóng thì chúng ta sẽ đổ phần bánh mì mà mình vừa cắt vào trong chảo các bạn nhé. Để mình rang với lửa vừa. Lúc này thì mình hạ lửa của chúng ta xuống nhỏ liu riu các bạn nhé. Các bạn có thể dùng thìa gỗ và đảo đều để bánh mì của chúng ta không bị cháy khét. Các bạn chú ý lửa nhé, lửa của chúng ta hơi liu riu thôi để bánh mì của chúng ta không bị cháy khét. Thời gian thực hiện của chúng ta bước này khoảng tầm 6 đến 7 phút các bạn nhé. Khi mà bánh mì của chúng ta đã sang màu vàng hơi nâu một chút, nhạt một chút là chúng ta có thể tắt bếp. Lúc này các bạn có thể thấy là bánh mì của chúng ta đã giòn rụm rồi đấy.
bánh mì của chúng ta bước này sẽ rất là giòn nha các bạn. Và chuyển sang màu nâu hơi nhạt thì chúng ta sẽ tắt bếp. Mình có thể tắt bếp rồi. Công đoạn tiếp theo mình sẽ làm sốt caramel các bạn nhé. Đầu tiên thì mình sẽ cho đường vào trong chảo các bạn nhé. Mình đặt một cái chảo lên trên bếp. Sau đó thì mình sẽ cho phần đường của chúng ta vào. Mình sẽ cho vào đấy là nước và chảo để đun các bạn nhé. Các bạn để nhiệt lửa vừa các bạn nhé. Các bạn cứ để tự nhiên như vậy mà chúng ta không cần quấy và đảo nhiều đâu các bạn nhé. Một chút nữa thì đường và nước chúng ta sẽ cuộn lại và hỗn hợp thành hỗn hợp caramel các bạn nhé. Đó, các bạn cứ để nguyên cho đường chảy ra các bạn nhé. Các bạn không cần phải chạm vào nhé. Khi nào mà các bạn thấy bọt khí sôi rất chậm và đường chuyển màu cánh gián caramel thì chúng ta mới cho phần bơ và sữa của chúng ta vào. Chúng ta đợi một lát nữa nhé các bạn nhé. Thì các bạn cho bơ của chúng ta vào các bạn nhé. Cho sữa bơ vào các bạn nhé, mình đảo đảo đều nhẹ các bạn nhé. Sau đó thì mình sẽ tiến hành cho phần bánh mì của chúng ta vào. Mình sẽ nhanh chóng đảo thật đều các bạn nhé. Chúng ta sẽ đảo đều các mặt của khối bánh mì của chúng ta sẽ đều thấm vào cái phần sốt caramel các bạn nhé. Các bạn chú ý là lửa vừa không quá to sẽ làm cháy bánh mì của chúng ta các bạn nhé. Mà lại vẫn chưa thể thấm được cái phần nước sốt. Khi mà bánh mì của chúng ta được thấm đều bởi caramel rồi ấy, thì các bạn có thể tắt bếp và đổ phần bánh mì vừa rang của chúng ta vào báo hoặc là giấy để làm nguội bánh các bạn nhé. Trên đây là thành phẩm món bánh mì caramel ngào bơ đường của chúng ta các bạn nhé. Bánh mì của chúng ta giòn rụm, lại thơm ngậy mùi bơ và vị ngọt của caramel các bạn nhé. Các bạn chỉ cần bỏ ra một chút xíu thời gian thôi là chúng ta đã có một món ăn vô cùng là thơm ngon, đơn giản dễ làm. Chúc các bạn sẽ thực hiện thành công món ăn này. Các bạn nhớ ấn nút đăng ký kênh và nhớ bấm nút chuông để có thể cập nhật những video hướng dẫn làm những món ăn vô cùng đơn giản dễ làm tại nhà từ Ăn Sạch Sống Khỏe các bạn nhé.